Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là phiên tòa xét xử giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cùng với các tổ chức liên quan. Gần 100 luật sư tham dự phiên tòa cùng với 534 tổ chức cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, phiên tòa sẽ xét xử vắng mặt đối với hơn 35.000 bị hại. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Cetra, Sunny World đều thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt gần 31.000 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại. Số tiền nói trên không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu mà bị cáo Lan và đồng phạm đã sử dụng vào các mục đích khác. Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông qua 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ. Trương Mỹ Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu với số tiền gần 446.000 tỷ đồng. Trước đó, ở giai đoạn 1, ngày 14 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án tử hình về 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2024.